Chiều 15 tháng 8, U23 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với U23 Bahrain tại Bangkok, Thái Lan. Đây cũng là trận đấu mang tính kiểm nghiệm lực lượng của đội trước khi di chuyển tới Rayong để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Với mục tiêu đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã trao cơ hội vào sân thi đấu cho chủ yếu là nhóm các cầu thủ lên tập trung muộn và chưa có nhiều thời gian bắt nhịp với lối chơi của đội. Trong đó đáng chú ý là sự góp mặt của khá nhiều cầu thủ thuộc lứa U20 như Đức Việt, Văn Trường, Văn Khang, Quốc Việt. Trong khi đó, U23 Bahrain sở hữu lực lượng các cầu thủ đang trong giai đoạn tập huấn chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2023. Họ cũng vừa trải qua hai trận giao hữu cấp độ đội tuyển U23 với Kuwait, hòa 0-0 và Thái Lan, thắng 2-0. Mặc dù thi đấu với đội hình mới chỉ tập luyện cùng nhau ít ngày, nhưng U23 Việt Nam vẫn tạo ra thế trận ngang ngửa với đội bạn. Tiếc rằng điều kiện thời tiết không thuận lợi với cơn mưa nặng hạt kéo dài đã ảnh hưởng không ít đến chuyên môn của trận đấu, khiến hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, trời ngớt mưa và tạo điều kiện cho U23 Việt Nam phát huy sở trường ở lối chơi phối hợp nhanh ít chạm. Các học trò của ông Hoàng Anh Tuấn liên tục gây pressing tầm cao đẩy đội bạn phải lui về phòng ngự. Đến phút 65, Quốc Việt cụ thể hóa sự lấn lưới trên sân của U23 Việt Nam với pha thoát xuống tốc độ đón đường truyền của Ngọc Thắng, loại luôn thủ thành đối phương trước khi đưa bóng vào lưới chống mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên trong thời gian còn lại của trận đấu, các học trò của ông Hoàng Anh Tuấn lại không duy trì tốt thế trận, tạo cơ hội cho đội bạn gây sức ép ngược trở lại và có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 88 trong tình huống đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm. Nhằm giúp các cầu thủ trẻ hai đội có thêm trải nghiệm và tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu thực tiễn, ban huấn luyện hai đội quyết định phân định kết quả thắng thua bằng thi đấu luân lưu 11m. Kết quả U23 Bahrain giành chiến thắng 5-3 khi thực hiện thành công cả 5 lượt sút. Đánh giá chung về trận đấu, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, kết quả hòa 1-1 và thua ở loạt luân lưu 11m không hề tệ đối với U23 Việt Nam, ngay từ đầu tôi đã không quan tâm kết quả. Ban huấn luyện muốn xem cách vận hành chiến thuật của toàn đội, đặc biệt là những cầu thủ lên rất muộn. Và ở trận này các bạn đã chơi tốt. Ở hiệp đấu thứ hai, ông Hoàng Anh Tuấn đã lần lượt đưa ra tới 8 sự thay đổi về nhân sự. Đánh giá những sự thử nghiệm này, ông Hoàng Anh Tuấn nói, hiệp 2 có đôi chút chệch choạc vì những cầu thủ lứa U20 như Long Vũ, Đăng Dương, cần thêm thời gian. Tuy nhiên nhìn tổng thể, hầu hết cầu thủ thực hiện tốt yêu cầu từ ban huấn luyện. Vị thuyền trưởng U23 Việt Nam nói thêm, lối chơi của đội vẫn là đá ngắn, nhỏ rồi phát triển bóng nhanh. Hiện tại các cầu thủ vẫn hỏng trong đường truyền quyết định. Trong ít ngày tới, ban huấn luyện sẽ khắc phục điều này. Các cầu thủ cần kiểm soát bóng và truyền bóng tốt hơn. Đặc biệt những đường truyền cuối cùng phải xử lý tốt hơn mới có nhiều cơ hội tiếp cận cầu môn và ghi bàn. Sáng mai 16 tháng 8, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển đến Rayong, địa điểm diễn ra giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn sẽ có quỹ thời gian 3 ngày để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận ra quân gặp U23 Lào.